Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên cuối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Hai, ngày 24 tháng 10 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này thì giá vàng trên thị trường thế giới vẫn trong xuống giảm với tỷ lệ giảm là 0,40%, giao dịch ở mức 1.649 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.644,24 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.670,68 đô la Mỹ trên một ounce. Nếu tính từ mức giá cao nhất trong phiên giao dịch ngày hôm nay, thì giá vàng trên thị trường thế giới đã giảm tới 20 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xu hướng tăng khá mạnh với tỷ lệ tăng là 0,38%, hiện tại đang giao dịch quanh mức 112,300 điểm. Đối với thị trường tiền điện tử, thì giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xu hướng giảm, hiện tại đang giao dịch quanh mức 19.400 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng trong xuống giảm với tỷ lệ giảm là 1%, tuy nhiên thì vẫn giao dịch ở mức cao là 4,179% trên một năm. Trên thị trường năng lượng thì giá dầu thô trong xuống giảm, hiện tại thì mỗi thùng dầu thô đang giao dịch quanh mức 83,970 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng giảm trong phiên giao dịch buổi chiều tối ngày hôm nay, ngày 24 tháng 10 theo giờ Việt Nam là do đồng đô la Mỹ mạnh lên trong khi các nhà đầu tư đang theo dõi cục dự trữ liên bang Mỹ Fed có kế hoạch nới lỏng chính sách thắt chặt tiền tệ hay không. Cụ thể, chỉ số đồng đô la Mỹ trong phiên giao dịch chiều ngày hôm nay theo giờ Việt Nam tăng 0,4% đã làm giảm đi sức hút của kim loại quý đối với những người mua ở nước ngoài. Theo nhà phân tích Matt Simpson của CT Index cho biết, giá vàng sẽ phụ thuộc vào tín hiệu từ cuộc họp tiếp theo của Fed về việc sẽ tạm dừng hay là tiếp tục thắt chặt lãi suất. Tuy nhiên thì nhiều chuyên gia nhận định rằng Fed có khả năng sẽ nâng lãi suất chuẩn qua đêm thêm 75 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 11 tới đây. Tuần này, các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ số liệu GDP của Mỹ và lãm phát cơ bản trong khi mà Ngân hàng Trung ương châu Âu hay còn gọi là ECB có khả năng sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản. Như quý vị và các bạn cũng đã biết thì trong báo cáo mới phát hành, Ngân hàng Goldman Sachs nhận định nếu lạm phát tiếp tục là mối đe dọa lớn thì cục dự trữ liên bang Mỹ Fed sẽ tăng mạnh lãi suất. Môi trường này khiến vàng sẽ rớt mạnh về vùng giá 1.500 đô la Mỹ trên một ounce. Với mức giá này thì tương đương khoảng 45 triệu đồng trên một lượng sau khi quy đổi. Tuy nhiên thì Goldman Sachs cũng cho rằng trong một kịch bản khác thì nếu kinh tế đối diện với khả năng suy thoái thì Fed sẽ cắt giảm lãi suất, điều này sẽ đẩy giá vàng tăng mạnh trở lại. Nhưng lãi suất chỉ có thể giảm vào năm 2025 với dự kiến Fed đưa mặt bằng lãi suất xuống còn 2,5%. Với triển vọng trong tương lai thì giá vàng vẫn có thể leo lên đỉnh lịch sử với mức giá là 2.250 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương mức giá là 68 triệu đồng trên lượng. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Cùng với xu hướng đi xuống của thị trường vàng thế giới, do đó mà hầu hết các hệ thống kinh doanh vàng trong nước đến thời điểm chiều tối ngày hôm nay đồng loạt điều chỉnh giảm quý vị và các bạn nhé. Cụ thể với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng mua vào ở mức 66,30 triệu đồng trên lượng và bán ra mức 67,32 triệu đồng trên lượng, cùng điều chỉnh giảm 200.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra tại hai hệ thống này. Còn với giá vàng miếng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 66,30 triệu đồng trên một lượng và bán ra mức 67,30 triệu đồng trên lượng, cũng được điều chỉnh giảm 200.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay còn gọi là PNG, niêm yết trên hai thị trường thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, mua vào ở mức 66,4 triệu đồng trên lượng và bán ra mức 67,3 triệu đồng trên lượng, điều chỉnh giảm 300.000 đồng trên lượng với PNG Hồ Chí Minh, điều chỉnh giảm 300.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 400.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra với PNG Hà Nội. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji trong phiên chiều tối ngày hôm nay thì niêm yết mua vào ở mức 66,40 triệu đồng trên lượng và bán ra mức 67,20 triệu đồng trên lượng. Mức giá này áp dụng cho Doji Hồ Chí Minh. Còn tại Doji Hà Nội thì mua vào ở mức 66,20 triệu đồng trên lượng và bán ra mức 67,20 triệu đồng trên một lượng. Điều chỉnh giảm 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và 300.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra với Doji Hồ Chí Minh. Còn giảm 300.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra với Doji Hà Nội. Đến thời điểm cuối ngày hôm nay, giá vàng trong nước biến động như thế nào? Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch này. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Nhìn chung thì ở điểm này, với vàng miếng SJC thì vẫn duy trì xuống giảm khá mạnh quý vị và các bạn nhé. Còn với vàng nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác cũng trong xu hướng giảm, tuy nhiên thì mức độ điều chỉnh là nhẹ hơn. Hiện tại đang được niêm yết như sau:
Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.630.000, bán ra 6.730.000, giảm 200.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra. Hay là giảm 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1 triệu đồng trên một lượng. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 6.630.000, bán ra 6.732.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.640.000, bán ra 6.730.000, giảm 30.000 ở chiều mua vào và bán ra với PNG Hồ Chí Minh. Giảm 30.000 ở chiều mua vào, giảm 40.000 ở chiều bán ra với PNG Hà Nội. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.640.000, bán ra 6.720.000, giảm 10.000 ở chiều mua, giảm 30.000 ở chiều bán. Doji Hà Nội mua vào 6.620.000, bán ra 6.720.000, giảm 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 6.630.000, bán ra 6.730.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.631.000, bán ra 6.728.000, giảm 20.000 ở chiều mua, giảm 18.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 6.640.000, bán ra 6.740.000. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.630.000, bán ra 6.710.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.650.000, bán ra 6.750.000, tăng 20.000 ở chiều mua, chiều bán ra không thay đổi. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 6.620.000, bán ra 6.720.000, giảm 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.630.000, bán ra 6.732.000. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác. Thời điểm này thì cũng giảm khá mạnh, giảm 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và bán ra hiện tại đang ở mức 1 triệu cho đến 1 triệu 020.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.630.000, bán ra 6.732.000. SJC Huế mua vào 6.627.000, bán ra 6.733.000. SJC Bình Phước mua vào 6.628.000, bán ra 6.732.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.630.000, bán ra 6.730.000. STC Long Xuyên mua vào 6.632.000, bán ra 6.735.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.630.000, bán ra 6.732.000. STC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.628.000, bán ra 6.732.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Hiện tại vẫn trong xu hướng giảm trong khoảng từ 41 cho đến 100.000 đồng trên một lượng, hay giảm trong khoảng 4.100 cho đến 10.000 đồng trên một chỉ tùy ở mỗi loại vàng, và thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.230.000, bán ra 5.330.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.230.000, bán ra 5.340.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.210.000, bán ra 5.290.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.107,6 nghìn, bán ra 5.237,6 nghìn, giảm 9.900 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 3.782,9 nghìn, bán ra 3.982,9 nghìn, giảm 7.500 ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 14K mua vào 2.899,4 nghìn, bán ra 3.099,4 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.021,2 nghìn, bán ra 2.221,2 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.